Okay. Hello, everyone. In the mood of U23 National Olympic Vietnam football team, it's fighting with Siri team. So we will continue our lesson. OK, học ha. Bây giờ quay lại cái phần đọc cái bài. OK, nhanh con. Không có gì, mấy bài cuối này toàn bài dễ, học rồi hết. OK, Phượng đọc chưa nhá? Cái bài đi. Hi, lunch time is over. They're coming up to the office. I'm too tired to go back to the office. Learning a wedding is hard work. At least the holiday. Next day, your holiday will tell Mr. Evans we can't come back to the work. That's a great idea. What are we celebrating? You're getting married. How about national wedding day? What happens on the national wedding day? I don't know. Why am I the one who has to think about it? Why don't we make it national single days instead? All the married people give gifts to their single friends. Now, buying gifts. It has worked. I'm going to enjoy myself on our new holiday. Ra cái từ này đọc cái này không phải là âm y mà là âm ơ, đọc mà trọng nó không phải là trọng âm nữa. Holiday. Football red day. Everybody wear red clothes and there's dancing in the trees. That's girls on the light. Dancing. How about National buy a new friend, buy a friend another cup of coffee? Coffee. Nice choice. How about National on time day? What happened? Không phải là nay, không kiểu ăn nay, đọc là national. National. How about national on the time day? What happens on national on time day? National. We might want one another to come back to work on time. Okay. Happy holiday. Okay.
Thì khi mà nói một cái vấn đề gì đấy xong rồi đúng không? Mình có thể dùng từ over. Hoặc ví dụ mình nói là lunch time is over, tức là lunch time thời gian trưa đã qua rồi đúng không? Có thể người ta nói là lunch time is gone. Gone. Lunch time is chỉ trong một số tình huống người ta có thể nói cái sự việc hiện tượng gì đã đắp. Is over là gone đúng không? Đấy. Trong một số tình huống người ta có thể dùng từ đắp. Tớ đã xong rồi. Đã qua rồi. So coming up to the office. Come back to work. Getting married. Cưới đúng không? Cưới. Mình có thể dùng là getting married hoặc là mình có thể nói là you are married. Marrying. You're married. Và thường người ta trong phần nói người ta sẽ dùng là getting married. Phổ biến hơn. Friends. All night. Ví dụ đang nói từ night thì ví dụ ở đây nó dùng từ là all night đúng không? Thì goes on all night. Thế thì người ta trong một số tình huống người ta có thể dùng night giống kiểu đêm khuya đấy. Người ta cũng dùng cái deep night. Đêm dài. Dùng all night long. Với tonight thì một số tình huống người ta cũng dùng đêm dài mà người ta cũng all night long là cái đêm khuya deep night. In street hoặc là người ta dùng là on street, không hiểu lắm tại sao đây người ta lại dùng in street, in the street. Người ta dùng on the street. Ok. Urban national by a friend of another country. Cái cấu trúc là by someone something. Nói rồi đúng không? By a friend. Mua cho một người bạn. Another cup of coffee. Mua cho một người bạn một cái cốc cà phê khác đúng không? Cái này chỉ là kiểu kidding rồi suy nghĩ về một số vấn đề thôi. Back to work on time đúng không? On time là đúng giờ đúng không? In time là kịp giờ. Như các bạn nói rồi không vấn đề. Dễ. Vậy mình chuyển sang luôn phần Q&A nhá. Thì cái suggestion hôm nay sẽ là về chủ đề work. Không hiểu tại sao cái bài tập thì nó lại là I want a large wedding xong suggestion nó lại là work. Nhưng mà mình có thể xem thôi. Vấn đề gì? Ok, Phượng nào. Anh không có hiểu cái nghĩa của từ này. Workaholic tức là cái người ham công tiếc việc. Là ham làm việc đấy. Cái người workaholic này tức là ham làm việc. Hoặc là người mình có từ bookaholic tức là người ham đọc sách. Nói chỉ thêm cái đuôi người tham lên tức là tham uống tao sao nó là nó vậy
Okay. Yeah. I'm a lazy person. I only work finish my task. Because I think it it's not enough time for work. I need the time to learn another method and relaxing after the work day. What people I think is local person in the middle. I think So, who is a worker? I think Mr. Zhuang. Yeah. See, I don't. He always tell about work. Even he always tells his stories about work. That means he. Even he always tells share his stories about work. It doesn't mean he's a kind of workaholic. Oh, because I think he good kind of he received a lot. He received another task. Time to earn money. He don't work. Don't only work for moment company. He received a track. So what is this advantage? Workaholic is not it's not enough time for their health and their family, and they don't have a time to relax. Mình sẽ dùng từ themselves, không phải themselves. Thứ hai là mình dùng từ stressful. Còn từ stressful này lại dùng cho vật đấy. Yeah. Cái này nó hơi. Nó dùng là stressful job, stressful time. Này dùng cho vật hiện tượng, những cái gì mà cost somebody a lot of anxiety and worry. Rồi mình cứ dùng stress. Okay, so okay, thank you. Phương nhé, tôi câu hỏi hai nào. So what are working conditions like in your company? Wow. I love
I love the comfortably in my company, mainly because there are many young people in my company, so they always full energy, friendly and funny. They make me feel so happy and relaxed when in my company. Moreover, in my company, there are many clubs, such as yoga, this club, this club help people gắn kết mọi người, get closer. Get close to each other. Get close to each other. Okay. Hương chú ý là ví dụ mình dùng là mainly hoặc là simply because không phải là dùng main because. Ok, hay là mình có thể dùng là từ comfortable atmosphere vào đó. Vào rồi. Tớ thấy bảo là vào rồi. Văn Toàn vừa đã vào rồi. Ủa chứ vào mà đúng không mày? Chưa, hay là bên này chạy chậm mấy phút nữa rồi. Mình có thể dùng từ atmosphere. Atmosphere là kiểu là cái không khí, cái môi trường xung quanh ấy. Còn từ environment ấy, thì mình là working environment. Ok. Trời ơi mà. So do you prefer to work in team or individually? Sure, I like to work in team. I like working. I like working. Prefer. I prefer working in team. Simply because. Working in teams is more effective. It's more effective. What else? How effective? How effective? Khi mình nói mình cố gắng đưa ra cái thông tin cụ thể, ví dụ mình nói là nó hiệu quả như thế nào, ví dụ nó có thể làm nâng cao năng suất này, hay là nó có thể làm rút ngắn thời gian làm việc này, hay là nó có thể giúp đỡ nhau này. Tức là cái đưa ra thông tin nó cụ thể hơn để người ta có thể hình dung một cách. Tức là ví dụ là khi mà mình nói là effective thì nó là từ rất là general, thì là người ta sẽ lại phải question trong đầu họ là hiệu quả như thế nào. Okay, we complete the work more faster and there are many good idea for work.
Because we with a lot of people can generate a lot, lots of ideas, lots of good ideas. Among them, we can choose the best one. Okay. Thì đó là cũng là một cách khi mà mình nói, ví dụ là mình nói có thể là nếu mà ví dụ mình bảo là nó tốt chẳng hạn, ví dụ làm việc working team, working with team is really good, really good because of three reasons. Firstly, it can boost the effectiveness of the teamwork. Sau là mình có thể, tức là cái câu của mình là effective chẳng hạn, thì là hiệu quả, thì nó thì câu chung chung một câu đưa ra một cái lý do đầu tiên. Sau đấy mình có thể nói ví dụ for instance, we can save with team we can brainstorm, we can generate a lot of good ideas, like, for example like that. Hoặc là with team we can save a lot of time, and one team member can support to each other to complete the work faster. Faster thì đã so sánh hơn rồi, thì mình không dùng từ more nữa. Đó. À, từ more thì dùng cho danh từ tính từ có 2 âm tiết trở lên. Ok. Đây là một ví dụ. Ok, Phượng nhá. Ok, Phượng câu 3 nào. Is housework really work? No, it isn't. Câu này có thể là does housework really work? No, it's doesn't. Simply because it's not. You don't must your has anh chia từ phải mà chia quá khứ là mất đó thôi nè. Mình dùng là had to là chủ động rồi. Đây cũng là phải rồi. Mình dùng have to hoặc là must là hiện tại. Khi mà chuyển sang quá khứ thì hai từ này đều chuyển sang là had to. Không anh chia dạng như không bắt buộc á. Mình có thể dùng là it was nó không bắt buộc á. Ý em là như thế nào, đang nói như thế nào? Bài tập thì nó đâu có bắt anh hoàn toàn phải làm như công việc bắt chủ động. Cái này là housework chứ không phải homework. Homework là bài tập. Còn này housework là việc nhà. Bà hả? What the hell? Jack. Thôi chị Hương, chị có muốn học không? Em không muốn học, em buồn ngủ quá. Thôi cho anh chị đi xem đá banh đi. Là đi. Em đi xem đá banh đi. Thôi em đừng có đi xem nữa, em phải đi xem Việt Nam thua. Em đi ngủ, em không đi xem đá banh đâu. Thôi, giờ show quay trở lại câu hỏi đi. So that's how works really work. Yes. Yes, it's the... Thôi bỏ câu này đi, anh thấy câu này nó stupid lắm. Anh sẽ hỏi em một câu này hơn. Anh kia màu em đủ em. Nó kêu tắt mạng đi cho tụi nó xem đáp ăn. Không, cái Zoom này nó mất rất ít mạng nên là em không phải lo bảo bạn thế. Nó có tiền
Do you prefer reading newspaper or watching TV? I prefer watching TV. Maybe they are big fan of they're big fan of Vietnam Olympic team. Anh thấy học nổi không? Nó kêu là học trực tuyến cái tốn bạn lắm kìa. Tắt bạn đi. Không, học trực tuyến mất ít bạn mà. Come on. Ok rồi, để anh tắt cái này đi xong rồi quay lại nhá. Nó vẫn hét lại anh ơi.